Hey, xin chào các bạn. Tiếp tục ở video này chúng ta cùng quay trở lại với project quản lý sinh viên được viết bằng JavaScript. Thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng chức năng xóa sinh viên. Ở video trước chúng ta đã thực hiện thành công công việc đó là thêm thông tin sinh viên, thêm mới một sinh viên. Đây, thì tôi sẽ demo ra cho các bạn. Tôi sẽ tạo ra một vài cái sinh viên để chúng ta thực hiện cái công việc là đi xóa. Đây, thì buổi trước chúng ta đã làm được việc này. Đây là danh sách sinh viên của buổi trước. Đây, và khi chúng ta nốt lại trang này chúng ta cũng sẽ không bị mất. Đây, ví dụ tôi nhập là Nguyễn Mạnh Hùng. Hùng nma@gmail.com. Số điện thoại là cái gì đó. Tôi để là giới tính nào. Đó, chúng ta để Hà Nội, ví dụ Hải Phòng, địa chỉ là Hải Phòng. Đó, lưu vào chúng ta có Nguyễn Mạnh Hùng. Đó, sau đó tôi để là Nguyễn Hà Đức Trinh. Hà Đức Trinh. Đó, đây sẽ là Đức Trinh. Ta cầm gần ngay chúng con. Đổi số điện thoại đi. Ví dụ Phú Thọ. Lưu lại. Đó, chúng ta có sinh viên thứ ba, ví dụ như là Nguyễn Quang Hải. Chúng ta có email là Quang Hải. Số điện thoại chúng ta thay đổi đi. Đó, Hà Nội. Giới tính nam. Đó, các bạn thấy chúng ta đó có danh sách sinh viên như thế này. Tôi để đây là Nguyễn Sinh Hùng. Đó, Hùng S. Số điện thoại tôi để là Quảng Bình. Ok, tôi sẽ tạm dừng ở đây. Như các bạn thấy là chúng ta đang có danh sách là 5 sinh viên như thế này. Ok, thì công việc của chúng ta bây giờ là sau khi thêm xong, chúng ta có thể xóa một sinh viên hoặc là xóa nhiều sinh viên bất kỳ ở trong danh sách sinh viên này. Thì làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện được việc đó? Thì chúng ta sẽ làm nó như sau. Các bạn biết là đối với mỗi thông tin sinh viên chúng ta đang có, thì chúng ta đang chỉ có thông tin name, email, điện thoại, giới tính, địa chỉ. Đó. Thì làm thế nào để chúng ta xác định được là khi người dùng click vào delete này, chúng ta sẽ thực hiện xóa đúng cái sinh viên này? Thì chúng ta sẽ xử lý như sau. Tôi sẽ mở code của chúng ta lên. Đây, thì đây là phần sinh viên. Ok, tôi sẽ viết một hàm để thực hiện công việc xóa như thế này. Tôi sẽ viết hàm đó lên, sau đó tôi sẽ giải thích về cách làm của chúng ta. Tôi sẽ tạo ra một function là delete student. Student. Đó. Thì khi xóa một sinh viên chúng ta cần xác định cái key, hay nói chính xác giống như là một công dân thì chúng ta sẽ có chứng minh thư nhân dân để xác định nó là duy nhất. Thì đối với phần sinh viên này chúng ta sẽ dựa vào cái gì để chúng ta biết đó là thông tin duy nhất và chỉ sinh viên đó có. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện xóa theo cái điều kiện đó. Thì tôi sẽ viết sự kiện xóa như thế này đã. Tôi sẽ truyền vào trong danh sách này. Đây, một cái sự kiện là onClick. Đây, ok, chúng ta sẽ chạy nó lên như thế này. Đó, ở trong đây tôi sẽ alert nó ra. Và tôi sẽ truyền ở đây là một cái là ID của sinh viên. Tôi tạm gọi nó là ID của sinh viên. Thì làm sao tôi biết ID của sinh viên trong khi thông tin sinh viên của chúng ta không có? Thì chúng ta sẽ dựa vào cơ chế là mảng. Thì chúng ta sẽ thấy là mỗi lần chúng ta xóa sinh viên, chúng ta sẽ phải đọc được sinh viên, thông tin sinh viên từ storage ra. Tôi sẽ đọc nó ra thông qua cái lệnh này. Tôi sẽ đọc thông tin sinh viên ra ở phía này, như thế này, giống như lúc các bạn đọc
thông tin sinh viên từ storage để hiển thị ra danh sách thì chúng ta cũng sẽ đọc thông tin sinh viên ở trong storage ra như thế này. Đó, chúng ta sẽ console log này. Console log. Đây, chúng ta thử lên. Khi chúng ta kích vào xóa, chúng ta lấy ra được thông tin sinh viên như thế này. Nó đang chưa nhận hàm xóa này. On click driven function. À, chúng ta đang để ở edit. Chúng ta phải chuyển cái này sang xóa. Sang menu xóa. Đây. Chạy lại nó lên. Kích xóa. Thì các bạn thấy là mỗi lần kích xóa vào đây thì chúng ta lấy ra được danh sách sinh viên đang có. Và nó là một mảng. Thì các bạn biết là đối với mảng thì key không bao giờ được trùng nhau. Đây là key của mảng. Đây. Thì tôi sẽ dựa vào yếu tố này để chúng ta xóa một sinh viên mà chúng ta cần. Đó. Có nghĩa là khi chúng ta click vào delete, chúng ta cần truyền được vào cái hàm này một cái key. Và cái key đó nó chính là cái key của cái mảng này để chúng ta thực hiện công việc xóa một phần tử trong cái mảng student này. Thì tôi tạm gọi đây là ID. Vậy thì ID của nó sẽ là gì? Thì chúng ta sẽ có ID. ID của nó ở đây. Tôi sẽ tạo ra một cái biến. Tôi sẽ tạo ra một cái biến là class student ID. Nó sẽ bằng chính cái index này. Vì index này chính là key của mảng student. Thì nó sẽ bằng chính cái index này. Đó. Và tôi sẽ truyền cái student ID vào đây. Đây. Như thế này. Đây, tôi truyền nó vào như thế này. Các bạn có thể biết chính xác nó sẽ là như thế này. Đây. Chúng ta sẽ chạy thử lên. Mỗi lần tôi click vào, tôi sẽ console log cái ID này trước để xem. Đây. Tôi sẽ xem. Đó, ID của nó là 1. ID của nó là 5. Nhưng các bạn thấy là key của mảng thì nó bắt đầu từ 0. Có nghĩa là giá trị index ở đây nó sẽ phải, tôi sẽ phải đưa lên trước khi nó được cộng. Đây như thế này. Đây. Thì lúc này ID của nó sẽ bắt đầu bằng 0. Đó, nó là 0. Nó là 4. Đây, nó tương ứng với từng cái key của cái mảng student này. Tôi sẽ console log cả mảng student lên. Đây, ví dụ Phạm Kỳ Khôi có key bằng 0. Đây, chúng ta xem có đúng hay không. Thì các bạn nhìn thấy rõ ràng Phạm Kỳ Khôi có key bằng 0. Hay là Nguyễn Quang Hải có key bằng 3. Thì Nguyễn Quang Hải ở đây cũng có key bằng 3. Đó, chúng ta có cơ sở để chúng ta xóa. Sau khi mà chúng ta thực hiện lấy được ID rồi, thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện công việc xóa bằng hàm student.spy. Spy như thế này. Spy như thế này. Đó. Và hàm spy này chúng ta sẽ có giá trị truyền vào là xóa phần tử có key bằng bao nhiêu và xóa đi bao nhiêu phần tử. Đó. Mỗi lần xóa xong các bạn sẽ nhìn thấy, nhìn lại được cái mảng student này. Nó sẽ bị mất đi. Đây. Tôi sẽ thực hiện công việc trước và sau khi xóa. Đây. Các bạn sẽ nhìn thấy khi tôi kích vào Nguyễn Quang Hải, chúng ta xem lại một thằng là có Nguyễn Quang Hải ở trên này. Đây. Đây là cái mảng này có 5 phần tử đây. Và mảng này của chúng ta đã mất đi Nguyễn Quang Hải. Đó. 0, 1, 2, 3, 4. Đó, và không còn Nguyễn Quang Hải nữa. Và mỗi lần chúng ta xóa xong thì biến student này sẽ bị mất đi. Thì chúng ta cần làm một việc, đó là sẽ put lại cái thông tin danh sách sinh viên vừa bị xóa xong vào trong storage như thế này. Nhưng đây sẽ là set item student và chúng ta sẽ truyền cái json string define như thế này. Và chúng ta truyền lại cái student này. Vì tôi đã giải thích là local storage nó chỉ lưu được string nên chúng ta phải convert cái này về string. Mảng sinh viên này về string.
Sau khi put lại vào storage, chúng ta sẽ gọi đến hàm gender tuyển sinh viên để chúng ta hiển thị lại danh sách sinh viên như thế này. Đó, chúng ta sẽ chạy lên. Đây, tôi sẽ thực hiện công việc xóa. Ở đây chúng ta đang console log ở đâu đó nên nó hiển thị cái nội dung kia. Đây, chúng ta sẽ bỏ nó đi. Đây, chúng ta sẽ chạy lại và thực hiện công việc xóa. Đó, ví dụ tôi xóa Phạm Kỳ Khôi. Đó, các bạn thấy nó mất rồi, mất hẳn rồi. Tôi xóa Hà Đức Trinh. Nó rất đơn giản là tôi xóa Nguyễn Mạnh Hùng, xóa Nguyễn Sinh Hùng. Nó được thêm ví dụ như là Hà Đức Trinh. Đó, Đức Trinh @gmail.com. Số điện thoại là cái gì đó. Đó, Phú Thọ. Thêm. Đó, ví dụ như là Đoàn Văn Hậu. Đó, email sẽ là Văn Hậu. Số điện thoại như thế này. Tôi thêm nó Thái Bình. Đó, chúng ta có danh sách sinh viên. Và chúng ta có thể xóa bất kỳ sinh viên nào. Đó, thì đây là phần demo xây dựng chức năng xóa sinh viên. Các bạn thấy code khá là ngắn gọn. Thì ở đây chúng ta cần kiến thức về storage rồi, không phải bàn cãi nữa. Và chúng ta biết thêm một hàm mới ở trong JavaScript. Hàm này dùng để xóa một phần tử trong một mảng. Khi chúng ta biết cái key của cái phần tử cần xóa đó, và cái tham số thứ hai là số lượng phần tử sẽ xóa, ở đây tôi để là 1. Đó, thì mỗi lần xóa thì cái student nó bị xóa đi một phần tử. Còn cái JSON string file này thì đây string file nó là một cái method để convert cái mảng này thành string. Đó. Ok, bây giờ các bạn hãy thực hành nó ở trên máy của mình và thực hiện chức năng xóa sinh viên giống như thế này. Các bạn đừng quên nhấn subscribe kênh Suntech Việt Nam ở trên YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại.